Jimmy xin kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng đến với phần tin tổng hợp. Hôm nay là Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Số ca nhiễm Covid-19 tại Hoa Kỳ hơn 12 triệu, người dân bất chấp các lệnh hạn chế du lịch trong lễ tạ ơn. Ông Joe Biden sắp công bố thành viên nội các đầu tiên. Hoa Kỳ viện trợ 20 triệu Mỹ Kim tẩy chất độc phi trường biên hòa cũ WHO cảnh báo không nên uống rượu để giết virus COVID-19. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, thì Hoa Kỳ đã ghi nhận 12 triệu ca nhiễm COVID-19 trong bối cảnh hàng triệu người Mỹ dự kiến sẽ du lịch trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn sắp tới. Phớt lờ khuyến cáo thì các viên chức y tế, theo dự kiện của Reuters, hiện nay có hơn 12 triệu ca nhiễm coronavirus được báo cáo, trong đó vùng Trung Tây là một trong những nơi có số ca mắc bệnh trên đầu người tăng mạnh nhất. Dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 255.000 người ở Hoa Kỳ, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác và sự leo thang gần đây đã khiến hơn 20 tiểu bang áp dụng các biện pháp hạn chế mới trong tháng này để kiềm chế virus. Dự kiện của Reuters cũng cho thấy tốc độ lây nhiễm mới của Hoa Kỳ đã tăng nhanh với gần 1 triệu trường hợp được ghi nhận chỉ trong vòng 6 ngày qua. Trước đó phải mất 8 ngày để số ca nhiễm tăng từ 10 triệu lên 11 triệu và mất 10 ngày để tăng từ 9 triệu lên 10 triệu. Theo dự kiện của cơ quan quản trị an ninh vận tải, chỉ trong thứ Sáu ngày 20 tháng 11 đã có hơn 1 triệu người Mỹ đến các phi trường trên toàn quốc để đi du lịch, làm chế lên lo ngại về khả năng lây lan virus thậm chí còn lớn hơn. Đây là ngày sử dụng máy bay trong nước cao thứ hai kể từ khi đại dịch bắt đầu. Phất lờ các đề nghị người dân hay ở trong nhà từ các viên chức y tế, Thứ sáu đánh dấu một cuộc mốc quan trọng khác ở Hoa Kỳ khi số ca nhiễm đã đạt 196.815 ca trong một ngày. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì ông Joe Biden sẽ công bố thành viên nội các đầu tiên vào ngày 24 tháng 11 tới đây và đang lên kế hoạch cho lễ nhậm chức với quy mô thu hẹp so với truyền thống vì đại dịch COVID-19. Twitter đưa tin dẫn lời trợ lý của ông hãng tin của anh quốc cũng đưa tin tiếp rằng là ông biden đang đặt nền móng cho tân chính quyền bất chấp việc tổng thống trump từ chối thừa nhận thất bại kể từ khi ông biden được truyền thông và công ty nghiên cứu là edison research dự báo là người đắc cử tổng thống trump đã tiến hành nhiều vụ kiện và gây áp lực nhằm ngăn chặn các quan chức các tiểu bang xác nhận kết quả bầu cử theo reuters nói trên chương trình là disquick của kênh ABC thì ông Ron Klain, người được Tổng thống đắc cử là ông Joe Biden lựa chọn làm chánh văn phòng tòa Bạch Ốc, một lần nữa thúc giục chính quyền của Tổng thống Trump, nhất là cơ quan dịch vụ tổng hợp của liên bang, chính thức công nhận chiến thắng của ông Biden để ông có thể tiếp cận các nguồn lực cho quá trình chuyển giao quyền lực. Từ tiểu bang nhà là Delaware, ông Biden đã thông báo lựa chọn cho các vị trí tại tòa Bạch Ốc. Ông Klain cho rằng Ông Joe Biden sẽ công bố lựa chọn thành viên nội các đầu tiên vào thứ Ba ngày, ngày 24 tháng 11, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết. Hôm 19 tháng 11, thì ông Biden cho biết đã chọn được Bộ trưởng Tài chánh. Reuters đã dẫn lời các đồng minh của ông cho biết rằng lựa chọn vị trí ngoại trưởng có thể được công bố sớm nhất là tuần này. Ông Klein được Reuters trích lời nói rằng buổi lễ nhậm chức của ông Biden vào ngày 20 tháng Giêng sẽ giảm bớt quy mô so với truyền thống vì đại dịch COVID-19. Trong khi đó, thì Quốc hội Hoa Kỳ vừa chuẩn thuận ngân sách 20 triệu Mỹ Kim dành cho dự án tệ chất độc phi trường quân sự biên hòa cũ trong năm tài khóa sắp tới. Đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp ông Robert O'Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, đang có chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam. Theo báo tuổi trẻ cho biết vào hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 11, Tại buổi tiếp ông O'Brien, thì ông Phúc cũng đã nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh như tẩy độc các điểm nóng của dioxin, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, ra phá bơm mìn, giám định hài cốt của Việt Nam. Theo Reuters, thì các hội đồng an ninh quốc gia Hoa Kỳ, ông Robert O'Brien đã rời Hoa Kỳ vào hôm 18 tháng 11 và ghé qua Alaska trước khi đến Hà Nội vào hôm 20 tháng 11. Cũng trong phần tin Việt Nam, thì trong danh sách các thông tin sai lệch về Covid-19 và virus corona thì được cập nhật, ngoài lưu ý không nên uống rượu để giết virus, thì WHO cũng bác bỏ chuyện tháp 5G phát tán virus và gây nguy cơ nhiễm từ tiền giấy. Ý tưởng uống rượu hoặc là đồ có cồn để giết virus, theo bà Bakhi, có thể xuất phát từ chuyện mọi người được khuyên nên rửa tay bằng nước rửa tay có cồn để diệt vi khuẩn và virus cồn trong các loại nước rửa tay đậm đặc hơn nhiều mới có tác dụng. Nhưng đó không phải là thứ để có thể uống được. Sẽ có tác dụng phụ nghiêm trọng nếu uống. Vị chuyên gia của WHO cảnh báo, nói ngắn gọn, uống rượu không chỉ không giết được virus mà còn tốn tiền và tăng bạo lực gia đình. WHO còn đưa ra nhiều khuyến cáo khác trong danh sách các thông tin sai lệch về COVID-19 được cập nhật trong tuần này. Các chuyên gia của WHO cũng lưu ý là tại một số nước, nhiều người đã phơi nắng nằm để giết chết virus corona. Điều này mặc dù có lợi là giúp có thể tăng cường vitamin D, nhưng theo tiến sĩ là CV Brand lại không có ý nghĩa gì đối với Covid-19. WHO cũng khuyến cáo không nên sử dụng đèn tia cực tím để khử trùng virus trên da vì có thể gây ra các vấn đề về kích ứng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tổng hợp. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.